trước năm 2005 thì hầu hết các cái hoạt động can thiệp trên cái nhóm có hành vi nguy cơ cao đó là từ nguồn ngân sách của nhà nước thôi. Sau năm 2005 thì các cái nguồn lực tài trợ từ các tổ chức quốc tế rất là nhiều, đặc biệt là từ BEPFA, từ Quỹ Toàn cầu, từ Ngân hàng World Bank, Ngân hàng Thế giới, từ tổ chức của như tổ chức DFID. Như vậy thì chúng ta thấy là sau năm 2005 rất nhiều các cái tổ chức quốc tế họ đến thành phố Hồ Chí Minh để họ tài trợ cho các cái hoạt động, đặc biệt là can thiệp dự phòng trên những cái nhóm nguy cơ cao. Và lúc bây giờ thì nguồn lực của chúng ta nó khá là dồi dào. Nhưng mà đến năm 2011 thì một số các cái tổ chức nó đã bắt đầu nó đóng dự án. Tức là sau một cái khoảng thời gian dài, 5, 6 năm, 7 năm thì bắt đầu là họ rút dần các cái tài trợ. Nhiều cái tổ chức là đóng dự án, nhiều tổ chức là thu nhỏ lại, giảm dần dần chương trình. Có thể nói một cách đơn giản như là trước đây cứ 100 đồng mà mình sử dụng cho cái mảng dự phòng thì hết 90 đồng là của nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế, và chỉ có 10 đồng là từ cái nguồn của nhà nước Việt Nam từ bắt đầu năm 2005 trở đi. Khi mà tài trợ cắt giảm kinh phí thì Ủy ban dân thành phố đã cấp tăng kinh phí cho cái phòng chống mát qua hàng năm, mặc dù là không đủ để bù đắp cái khoản hụt, khoảng trống mà các tổ chức quốc tế để lại. Bên cạnh cái nguồn lực của tổ chức nước ngoài vẫn còn một ít, thì chúng ta lại sử dụng cái nguồn lực trong nước bằng cách tăng cái đội ngũ đồng đảng viên do hệ thống nhà nước chi trả lương, và làm mọi cách để có thể tạo điều kiện cho với số lượng đồng đảng ít nhưng mà vẫn giữ được cái hiệu quả của hoạt động, giữ được cái độ bao phủ, giữ được cái mục tiêu của chương trình đặt ra, và đặc biệt là hướng đến cái mục tiêu 90-90-90.